người dân đất nước hạnh phúc nhất thế giới dạy con như thế nào? Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2016. Một trong những lý do khiến đất nước này luôn đứng đầu bảng xếp hạng trên là nhờ nền giáo dục tuyệt vời và khác biệt. Tạo môi trường tự do vui chơi cho trẻ. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng được vui chơi tự do với bạn bè hoặc một mình có khả năng giúp trẻ lạc quan vui vẻ kiên trì và hoàn thiện các kỹ năng sống cần thiết trẻ em thấy mình đang tự kiểm soát được mọi việc khi chơi đùa đây là tiền đề khiến trẻ hướng đến việc tự lập tự chủ cho cuộc sống sau này chính vì vậy người đan mạch đánh giá rất cao giá trị của việc tạo môi trường vui chơi cho trẻ em vì vậy giáo trình tiểu học của đất nước này không quá nặng nề kiến thức. Thay vào đó là xoay quanh các hoạt động vui chơi có ích. Những điều bố mẹ nên làm, khuyến khích trẻ vui chơi ngoài trời nhiều hơn thay vì giải trí bằng màn hình máy tính, tạo mọi điều kiện để chúng được phát triển đầy đủ các giác quan, bao gồm việc tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau, tạo nhóm vui chơi đa dạng về độ tuổi, điều này giúp những trẻ nhỏ hơn học hỏi được những anh chị lớn Ngược lại, những trẻ lớn hơn có thể học được cách quản lý, chăm sóc em nhỏ, dành ra khoảng thời gian riêng để trẻ được tự chơi một mình, nhờ đó con sẽ học được cách tự xử lý các vấn đề của mình và không bị nghe theo sự sai khiến của những đứa trẻ lớn hơn. Tuy nhiên, chơi một mình không có nghĩa là xem tivi hay chơi điện tử trên máy tính. Đề cao tính chân thực bảo vệ trẻ khỏi những cảm giác khó chịu sẽ hạn chế sự phát triển cảm xúc một cách toàn diện đan mạch nổi tiếng là quê hương của những câu chuyện cổ tích Andersen như cô bé bán diêm kể về một cô bé mồ côi nghèo bị chết vì đói và lạnh hay nàng tiên cá với hình ảnh nàng tiên cá sẵn sàng chấp nhận bị câm và chịu đau đớn để có thể trở thành con người chỉ vì yêu chàng trai đã bỏ mặc cô bố mẹ ở Đan Mạch không đọc cho con cái họ nghe những câu chuyện này bởi vì chúng quá kinh khủng thay vào đó họ biết rằng trò chuyện với con và để trẻ tiếp xúc với đủ mọi trạng thái xúc cảm sẽ dạy bé sự cảm thông biết trân trọng và làm sao để kiểm soát cảm xúc của mình bạn có thể áp dụng phương pháp này bằng cách đọc cho con những câu chuyện cổ tích thú vị nhưng không theo mô tuyết là luôn có hậu hoặc quá bi kịch, luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của con một cách trung thực, dù đó thuộc những vấn đề khó nói như bệnh tật, sống chết. Giá trị cốt lõi của bài học này giúp trẻ hiểu được trung thực là đức tính cần được quan trọng nhất của mỗi con người. Không khen con quá mức, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên được khen thông minh sẽ dễ dàng từ bỏ trước khó khăn hơn vì chúng cảm thấy mình đủ thông minh để không cần cố gắng và chăm chỉ vì thế người đan mạch thường tránh ca ngợi con quá nhiều những điều bố mẹ nên làm bố mẹ nên khen ngợi sự nỗ lực cố gắng của con trong cả quá trình thay vì khen ngợi như thể đó là tài năng thiên bẩm lời khen cần được đưa ra đúng lúc thay vì chỉ là biện pháp động viên giúp con cảm thấy tốt hơn nếu trẻ gặp khó khăn thậm chí là thất bại về một việc gì đó, hãy giúp con nhận ra lý do và khuyến khích chúng làm lại một lần nữa. Luôn lạc quan trước mọi vấn đề, người Đan Mạch luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực, họ không chối bỏ những vấn đề tiêu cực, thuộc mẫu người lạc quan nhưng thực tế và luôn dạy con cái hướng theo suy nghĩ đó. Cách người Đan Mạch nuôi dạy con, tránh những cách biểu đạt cảm xúc quá cực đoan như quá yêu, ghét một điều gì đó hoặc nói không bao giờ Tương tự, sự cường điệu hóa một vấn đề không hề giúp ích cho trẻ. Khi trẻ làm sai hoặc chưa ngoan, không nên áp đặt vấn đề đúng, sai mà hãy thể hiện cảm xúc của mình về hành động đó. Dạy con biết cảm thông. Các ông bố bà mẹ Đan Mạch luôn tin rằng khả năng nhận biết được tâm lý và thấu hiểu người khác là một kỹ năng trẻ hoàn toàn có thể học được tại đan mạch có nhiều chương trình quốc gia dạy trẻ về sự cảm thông và các bài thực hành về ngôn ngữ văn hóa khích lệ trẻ phát triển trí thông minh cảm xúc bạn có thể dạy con điều này bằng cách chính phụ huynh hãy học cách thấu hiểu suy nghĩ của trẻ thay vì phán xét và áp đặt cảm xúc của mình lên con cái khuyến khích con biểu đạt những cảm xúc của mình mà không lo sợ bị phán xét không bao giờ tranh giành phần thắng về phía mình Việc nuôi dạy con bằng tính kỷ luật, sự áp đặt bắt buộc con cái phải nghe theo lời bố mẹ khiến tạo ra vòng luẩn quẩn giữa nổi loạn và hình phạt. Họ dựa trên sự tôn trọng và trao đổi thẳng thắn thay vì tìm mọi cách giành phần thắng với con. Những điều bạn nên làm, hiểu được quy luật để một đứa trẻ trưởng thành là vượt qua các ranh giới và phá vỡ một số quy tắc, không nên trừng phạt vì những điều sai trái của trẻ hãy coi đó là cơ hội để giảng dạy hướng dẫn con thể hiện cho trẻ hiểu rằng chúng luôn được lắng nghe và tôn trọng cố gắng tìm kiếm được những giải pháp khiến cả bố mẹ và con cái đều cảm thấy hài lòng trân trọng những phút giây đầm ấm bên gia đình một truyền thống rất tuyệt vời của các gia đình đan mạch cả gia đình thường xuyên ca hát ăn uống chơi đùa bên nhau dưới ánh nến ấm áp Cố gắng tạo sự gắn kết và tham gia hoạt động cộng đồng là một nét văn hóa Đan Mạch. Những điều bạn nên làm, hãy tắt điện thoại đi và dành nhiều thời gian bên gia đình hơn nữa để giúp cha mẹ và con cái thấu hiểu gần gũi nhau hơn. Nước mắt nhân tạo, yếu tố không thể thiếu trong điều trị khô mắt. Khô mắt là sự rối loạn của màng phim nước mắt, xảy ra khi nước mắt không thể cung cấp đầy đủ độ ẩm cho mắt. Bên cạnh, việc ăn uống đủ chất và duy trì nếp sống lành mạnh thì sử dụng nước mắt nhân tạo là yếu tố không thể thiếu trong điều trị khô mắt. Đôi mắt luôn cần nước mắt. Nước mắt là chất lỏng tiết ra từ tuyến lệ, đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn và bảo vệ bề mặt nhãn cầu, ngăn ngừa sự mất nước của niêm mạc mắt, giúp mắt không bị khô và tổn thương. Trong đó màng phim nước mắt là màng có cấu trúc đặc biệt cực mỏng, phủ mặt trước giác mạc và kết mạc nhãn cầu. Khi lớp màng này bị rối loạn, nước mắt sẽ bị giảm thiểu về mặt số lượng hoặc chất lượng, dẫn đến tình trạng khô mắt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khô mắt, đáng kể nhất là thói quen thường xuyên tiếp xúc với các loại màn hình điện tử trong thời gian dài. Khi chúng ta cao tuổi, các bộ phận trên cơ thể bị lão hóa thì chức năng của tuyến lệ cũng bị suy giảm theo. Nếu tính chất công việc phải thường xuyên tiếp xúc với gió, khói bụi, tia tử ngoại, thì cũng khó tránh khỏi tình trạng bị khô mắt. Vì thế, khô mắt là một hiện tượng phổ biến mà ai cũng có thể dễ dàng mắc phải. Nếu không được quan tâm và chữa trị sớm, khô mắt không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể dẫn đến các bệnh về mắt khác như viêm kết rắc mạc, gây loét, sẹo rắc mạc. Nước mắt nhân tạo trong điều trị khô mắt Các biểu hiện thường thấy khi bị khô mắt là cay, rát, cộm, sốn, khó nhắm khó mở, càng chớp càng rát, cảm giác khó chịu như có dị vật trong mắt, ngứa mắt, nhạy cảm và sợ ánh sáng, có hiện tượng chảy nước mắt, tăng tiết nhầy, có nhiều ghen mắt ở hai góc mắt trái. Lúc này mắt cần sự hỗ trợ của nước mắt nhân tạo để bổ sung nước và cung cấp độ ẩm cần thiết cho nhãn cầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Phương Thu, giám đốc bệnh viện mắt Phương Nam, nước mắt nhân tạo là hợp chất có nồng độ ph và tính chất tương tự như nước mắt tự nhiên thường được sử dụng trong các trường hợp trị khô mắt đeo kính sát tròng hoặc khi mắt thường xuyên tiếp xúc khói bụi nước mắt nhân tạo có các hoạt chất giúp bổ sung duy trì độ ẩm hạn chế nước mắt bốc hơi và bảo vệ bề mặt nhãn cầu đặc biệt các sản phẩm nước mắt nhân tạo có chứa thành phần làm tăng độ nhòn lưu trữ độ ẩm lâu dài trên nhãn cầu gọi chung là hydrogel rất phù hợp trong việc cải thiện tình trạng khô mắt, một số loại hydrogel thường gặp trong các loại thuốc nhỏ mắt uy tín là HEC, HPMC, CMC. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bác sĩ Phương Thu khuyên mọi người nên sử dụng những loại không chứa các thành phần bảo quản vì ít có tác dụng phụ, nhất là trong trường hợp phải dùng trong thời gian dài để cải thiện tình trạng khô mắt, chúng ta cần tìm hiểu kỹ và lựa để cải thiện tình trạng khô mắt, chúng ta cần tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm của công ty uy tín, có giấy chứng nhận của Bộ Y tế để đảm bảo tính an toàn hiệu quả trong việc điều trị. Bên cạnh đó, hãy sử dụng các Bên cạnh đó, hãy sử dụng và bảo quản theo chỉ dẫn trên bao bì và ngưng sử dụng ngay khi sản phẩm có dấu hiệu đổi màu. 7 cách kích thích não bộ giúp trẻ thông minh vượt trội Bố mẹ cũng ngạc nhiên Bạn hoàn toàn có thể tăng cường trí thông minh cho con Bằng cách áp dụng các cách sau 7 cách phát triển trí tuệ cho trẻ Hát cùng bé Việc hát cùng bé sẽ giúp tăng khả năng học nói Cũng như học nghe của trẻ Đọc cùng bé Việc đọc cùng bé không chỉ giúp trẻ thư giãn Mà còn giúp trẻ làm quen với ngôn ngữ tốt hơn Chơi ủ hòa Chơi ủ hòa không chỉ giúp bé cười mà còn giúp bé tránh bị giật mình với những tình huống bất ngờ. Đồ chơi thông minh Đồ chơi thông minh như xếp gạch có thể giúp trẻ phát triển tư duy, đồng thời dạy trẻ biết về luật nhân quả. Chơi đập tay Chơi đập tay theo giai điệu một bài hát như Ve vè vè ve, nu na nu nóng, giúp trẻ có trí nhớ tốt và khỏe mạnh hơn. Ăn mà học học má ăn vừa cho bé ăn vừa giúp bé thuộc lòng tên những món ăn một mũi tên trúng hai đích thỏa sức nghịch ngợm để trẻ tha hồ nghịch ngợm với nước bùn đất sẽ giúp tăng khả năng sáng tạo cho bé